bây giờ thì Bác Kiên Kỷ sẽ có hai vật phẩm nhằm để giúp đỡ cho hội, cho những người còn khó khăn, những người kém may mắn hơn chúng ta. Bây giờ thì anh Kiên Kỷ sẽ mời một người ra đây để hỗ trợ quý vị. Đáng lý là cô sẽ không xuất hiện ngay trong cái lúc này, mà sự xuất hiện rất là đặc biệt. Nhưng mà tại vì trong cái phương thức là để kêu gọi sự hảo tâm, lòng bao la của tất cả quý vị, thôi thì mời cô để hỗ trợ cho anh Kiên Kỷ với sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ Mai Anh Sơn sân khấu.
Dạ, xin quý vị cho một bàn tay. Dạ, xong chị này chị đây, em thấy rồi. Cái nào chưa làm cái đỏ lắm. Mà đã thành công, bác thủng đường xưa gió. Thủng đường xưa gió dạ. Dạ, dạ. Bao nhiêu? 500 cho cái thủng đường xưa gió. Quý vị vỗ tay quý vị. Chị tên gì nào? Dạ, 500 cho tấm thượng đường xuôi gió lần thứ
Cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ thì chương trình ca nhạc sẽ được phép bắt